Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 14 tháng 11, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Nguy hiểm, Vĩnh Long phát hiện thêm 502 ca mắc mới, số ca trong cộng đồng tăng cao. Báo động, số ca mắc COVID-19 ở Khánh Hòa vượt mốc 10.000 ca. Hà Nội ghi nhận 6 nhân viên quán cà phê test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Hà Tĩnh có thêm 23 ca mắc mới, có 3 ca cộng đồng từng đi hát karaoke. Hà Nam phát hiện thêm nhiều ca dương tính, khẩn trương điều tra dịch tễ liên quan ổ dịch COVID-19 ở một doanh nghiệp. Bộ Mặt Thuật tiếp tục sàng lọc bóc tách F0 sau loạt ca COVID-19 trong cộng đồng. Tin tích cực, thành phố Thủ Đức phát túi an sinh 300-500.000 cho gia đình F0 cách ly. Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nguy hiểm. Vĩnh Long phát hiện thêm 502 ca mắc mới, số ca trong cộng đồng tăng cao. Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết tỉnh này vừa ghi nhận thêm 502 ca dương tính với COVID-19. Trong số những ca mắc mới, có đến 187 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng ở các địa phương, 56 ca tại khu vực phong tỏa thuộc thành phố Vĩnh Long và huyện Tam Bình, 259 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly tập trung trước đó tại trung tâm y tế và khu cách ly tập trung. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 14 tháng 11, Vĩnh Long có 4.731 ca dương tính với COVID-19, điều trị khỏi bệnh cho 2.734 trường hợp và có 51 trường hợp tử vong. Trong ngày 13 tháng 11, Vĩnh Long đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 74.602 người trên 18 tuổi. Cộng dồn đến nay tiêm cho 1.107.731 người, trong đó 750.302 người được tiêm mũi 1 đạt 88,27% và 357.429 người được tiêm đủ 2 mũi, chiếm hơn 42% dân số trên 18 tuổi. Tiếp theo chương trình là tin báo động, số ca mắc COVID-19 ở Khánh Hòa vượt mốc 10.000 ca. Thưa quý vị, theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận thêm 170 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn trong đợt dịch lần thứ tư lên 10.051 trường hợp. Tuy nhiên, Khánh Hòa đã có trên 8.990 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện. Số bệnh nhân tử vong 93 trường hợp, chiếm tỷ lệ dưới 1%. Hiện vẫn còn 968 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế trong tỉnh. Điều đáng lo ngại là trong khoảng một tuần qua, số trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 được phát hiện trong cộng đồng tại hầu hết các xã thị trấn thuộc huyện Diên Khánh liên tục gia tăng và chưa xác định được nguồn lây. Trong khi đó, tại địa bàn các thành phố Nha Trang, Cam Ranh và huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa phát hiện rải rác các ca dương tính mới mỗi ngày. Để nhanh chóng khoanh vùng xác định sàng lọc F0, F1, nhận diện rõ tình hình dịch bệnh ở huyện Diên Khánh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 đối với 100% hộ dân trên địa bàn huyện trong ngày 10 tháng 11, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch tại địa phương này. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều ngày 13 tháng 11, toàn tỉnh đã có trên 937.000 đối tượng được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, chiếm trên 98% tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên của cả tỉnh. Trong đó, số người tiêm đủ 2 mũi cơ bản đạt trên 854.000, đạt hơn 89%. Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh, với tổng số trên 128.000 trẻ. Mục tiêu của Khánh Hòa phấn đấu 100% số trẻ ở độ tuổi này được tiêm chủng đầy đủ 2 liều cơ bản, được triển khai ngay sau khi Bộ Y tế phân bổ lượng vaccine cần thiết. Hiện tỉnh Khánh Hòa đang giữ cấp độ dịch vùng vàng. Theo Ban chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 623 thôn tổ dân phố bình thường mới vùng xanh, 121 thôn tổ dân phố nguy cơ vùng vàng, 96 thôn tổ dân phố nguy cơ cao vùng cam, 128 thôn tổ dân phố nguy cơ rất cao vùng đỏ. Theo kế hoạch số 9696 KHUBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thích ứng an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, kể từ 16 tháng 11 tới đây đến 31 tháng 12 năm 2021, tỉnh Khánh Hòa triển khai giai đoạn 3 của kế hoạch. Trong đó, căn cứ tình hình thực tế, Khánh Hòa tiếp tục duy trì các hoạt động kinh tế xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu người dân
cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Hà Nội ghi nhận 6 nhân viên quán cà phê test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, theo Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai Hà Nội, tính đến chiều ngày 13 tháng 11, có 6 nhân viên làm việc tại quán cà phê TH thuộc Yên Nội, xã Đồng Quang test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê Toàn Hảo từ 28 tháng 10 đến 13 tháng 11. Người đến địa điểm và thời gian trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Đồng Quang đã rà soát và điều tra truy vết 22 F1, tổ chức khoanh vùng phong tỏa tạm thời các khu vực có ca nghi nhiễm, treo biển thông báo cách ly y tế tại nhà để người dân biết và không tiếp xúc với trường hợp liên quan. Ngoài ra, xã tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 tại khu vực phong tỏa tạm thời. Trong buổi kiểm tra chiều 13 tháng 11 tại thôn Yên Nội, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp Ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Quang, tập trung thần tốc điều tra, truy vết nhanh trường hợp liên quan và xét nghiệm nhanh tại nhà. Đồng thời, tổ chức phong tỏa hẹp tạm thời các địa điểm liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 để chờ kết quả chính thức. Huyện Quốc Oai khuyến cáo người dân không hoang mang lo lắng nhưng cũng không nên chủ quan lơ là, mà cần cảnh giác cao độ thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Người dân khi mà có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác thì cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh. Trước đó, huyện Quốc Oai bùng dịch từ ngày 24 tháng 10 khi phát hiện ca chỉ điểm tại tổ dân phố Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai thông qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng. Tính đến 18 giờ tối 13 tháng 11, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, ổ dịch này có 163 ca nhiễm, cơ bản được khống chế. Các ca bệnh phân bổ tại quận Hà Đông 24, Ba Đình 1, Long Biên 1, Quốc Oai 126, Thanh Oai 8, Phúc Thọ 1, Sơn Tây 2. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Hà Tĩnh có thêm 23 ca mắc mới, có 3 ca cộng đồng từng đi hát karaoke. Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 11, tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết tỉnh ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca được phát hiện tại cộng đồng, 7 ca được phát hiện tại khu phong tỏa, 5 ca tại huyện Can Lộc, 2 ca tại huyện Nghi Xuân, 1 ca nhập cảnh, 12 ca đã được cách ly từ trước. Liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 phát hiện tại cộng đồng, đó là các bệnh nhân D sinh năm 1997, bệnh nhân H sinh năm 1970 đều là hai bệnh nhân nam có địa chỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Tiếp theo là bệnh nhân nam tên L sinh năm 1983 có địa chỉ tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. Qua điều tra dịch tễ, cả ba người đều đã đến hát tại quán karaoke An Hồng, địa chỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Sau khi có thông tin về chùm ca bệnh COVID-19 phát hiện ngày 11 tháng 11 là nhân viên của quán karaoke An Hồng, ngày 12 tháng 11, 3 ca bệnh nói trên đi xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 4 tháng 11 đến nay, phát hiện 65 ca cộng đồng, 34 ca trong khu phong tỏa, 51 ca F0 từ các tỉnh miền Nam về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay. Tỉnh Hà Tĩnh đánh giá mức độ nguy cơ cấp 2, nguy cơ trung bình, phạm vi cấp huyện có 9 trên 13 cấp độ 1, 4 trên 13 cấp độ 2, thành phố Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh. Cấp xã, phường, thị trấn có 195 trên 216 cấp độ 1, 18 trên 216 cấp độ 2, 2 trên 216 cấp độ 3, phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh và xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, 1 trên 216 cấp độ 4, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Hà Nam phát hiện thêm nhiều ca dương tính, khẩn trương điều tra dịch tễ liên quan ổ dịch COVID-19 ở một doanh nghiệp. Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 18 người được phát hiện thông qua sàng lọc y tế tại công ty may Happy Tech, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm và 3 trường hợp tại thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, huyện Bình Lục. Liên quan ca bệnh mới ghi nhận, ngành y tế Hà Nam phối hợp với nhiều đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ các trường hợp mắc COVID-19,
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty Mai Happytech, đồng thời mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan tới F0 để cách ly y tế kịp thời. Trung tâm Y tế huyện Bình Lục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra dịch tễ, truy vết trường hợp tiếp xúc gần với F0 tại thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão, tổ chức khoanh vùng triển khai xét nghiệm nhanh sàng lọc, thực hiện phong tỏa tạm thời hai khu vực dân cư trong thôn Vĩnh Tứ với 39 hộ dân. Xã An Lão đã lập 4 chốt kiểm soát dịch ở hai khu vực này để đảm bảo an ninh, an toàn dịch bệnh trong thời gian các khu dân cư tạm thời phong tỏa. Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nam tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung. Bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi xuất viện, người về từ các địa phương đang có dịch. Hướng dẫn cách ly, lấy mẫu theo quy định. Tỉnh duy trì triển khai các hoạt động tiếp nhận, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đối với các công dân là các trường hợp đã được xác định là F1. Chuyên gia và thân nhân, chuyên gia nhập cảnh, công dân Việt Nam về nước đang cách ly tại cơ sở y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Dã chiến số 1 tiếp tục thu dung, cách ly, quản lý điều trị các ca dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ 19 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11, tỉnh Hà Nam ghi nhận 1.136 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 974 trường hợp đã điều trị khỏi ra viện. Toàn tỉnh hiện có gần 1.100 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly, trong đó 290 người cách ly tập trung, gần 800 trường hợp cách ly tại nhà. Chiến dịch tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 vẫn được ngành y tế phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sức khỏe người dân. Đến sáng 14 tháng 11, tỉnh Hà Nam có hơn 1 triệu lượt người đã tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 475.500 người tiêm mũi 2. Chuyển sang tin tiếp theo, Buôn Ma Thuột tiếp tục sàng lọc bóc tách F0 sau loạt ca COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, từ ngày 14 tháng 11, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân tại những vùng có ổ dịch trong cộng đồng. Trước đó vài ngày, thành phố thực hiện xét nghiệm toàn dân, song còn nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Theo lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột, đợt này, ngành y tế lấy mẫu cho hơn 19.000 dân tại một số thôn buôn thuộc 9 phường xã trong vùng có ổ dịch trong cộng đồng, gồm Ea Tam, Thành Nhất, Tân Thành, Khánh Xuân, Thống Nhất, Tự An, xã Ea Tu, Ea Cao và Hòa Thắng. Thành phố sẽ thành lập 40 tổ lấy mẫu xét nghiệm, 2 tổ lấy mẫu lưu động, xử lý các trường hợp xét nghiệm nhanh, dương tính với SARS-CoV-2 để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Việc lấy mẫu sẽ thực hiện theo mẫu gộp, theo hộ gia đình. Một mẫu gộp không quá 3 người, không gộp gia đình này với gia đình khác. Những người có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, ớn lạnh sẽ không lấy mẫu tại chỗ mà hướng dẫn đến cơ sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành xét nghiệm toàn dân trên 21 xã phường và đã phát hiện gần 200 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, thành phố này vẫn ghi nhận rất nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Tính đến ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 5.590 ca mắc COVID-19 kể từ đợt dịch thứ tư, trong đó 2.970 ca đang điều trị, 35 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với số lượng ca mắc COVID-19 1.642 ca mắc, trong đó 1.160 ca đang điều trị, 12 ca tử vong, còn lại đã khỏi bệnh. Đắk Lắk vừa lập thêm bệnh viện dã chiến số 13 tại khu ký túc xá trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột nhằm kịp thời thu dung điều trị toàn bộ F0 qua xét nghiệm tại các khu có nguy cơ cao trong cộng đồng, các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao chuyển từ F1, F2 thành F0. Tại Đắk Nông, dịch COVID-19 đang phức tạp khi số ca bệnh tăng dần trong những ngày gần đây. Tính tới sáng 14 tháng 11, địa phương này ghi nhận 1.451 trường hợp mắc COVID-19 kể từ đầu đợt dịch thứ tư. Hiện thành phố Gia Nghĩa đang nóng bỏng nhất về dịch do xuất hiện nhiều ca bệnh chưa rõ nguồn lây, nhất là các ổ dịch phức tạp liên quan quán karaoke, cà phê. Địa phương này vừa triển khai chiến dịch sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy vậy, ca bệnh chưa rõ nguồn lây vẫn xuất hiện ở địa phương này. Thành phố Gia Nghĩa được đánh giá là vùng đỏ tương đương cấp độ 4 theo nghị quyết 128 của chính phủ. Chuyển sang tin tiếp theo, tin tích cực thưa quý vị. Thành phố Thủ Đức phát túi an sinh 300.000 đến 500.000 cho gia đình F0 cách ly. Thưa quý vị, thành phố Thủ Đức tăng cường chăm lo an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang cách ly y tế tại nhà.
Những gia đình F0 có dưới 3 người đang cách ly tại nhà được hỗ trợ túi an sinh trị giá 300.000 đồng một lần, sử dụng trong 5 ngày. Túi an sinh gồm thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt gà, cá tươi, trứng và rau xanh. Gia đình F0 có từ 4 người đến 6 người cách ly tại nhà được hỗ trợ túi an sinh trị giá khoảng 500.000 đồng một lần để sử dụng trong 5 ngày. Hộ gia đình có từ 6 người trở lên tùy hoàn cảnh thực tế, trưởng các chi nhánh an sinh xã hội phường đề xuất mức hỗ trợ phù hợp. Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai được hỗ trợ thêm sữa, bột dinh dưỡng. Thông tin trên được Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thủ Đức cung cấp trong lễ xuất quân tăng cường lực lượng cho 34 phường tổ chức sáng 14 tháng 11. Đến nay, thành phố Thủ Đức ghi nhận 31.571 ca nhiễm COVID-19 và đang là vùng xanh của thành phố, tương đương cấp độ 1. Tuy vậy, mỗi ngày, thành phố Thủ Đức vẫn có trên 100 ca nhiễm mới, số F0 cách ly tại nhà tăng cao, gây áp lực và quá tải cho hệ thống cơ sở y tế. Chúng ta phải kiểm soát để không bùng phát dịch bệnh, không quay trở lại thời gian cực kỳ khó khăn với người dân và thành phố vào tháng 7, tháng 8 vừa qua, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thủ Đức đã bàn giao 2.278 nhân sự của bệnh viện, lực lượng quân y, giáo viên, thanh niên tình nguyện cho 34 phường trên địa bàn. Trong đó, 120 y bác sĩ của các bệnh viện Lê Văn Thịnh, Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và 403 cán bộ quân y sẽ hỗ trợ y tế. Hiện tại, thành phố Thủ Đức có 3 điểm thu dung cấp thành phố, 3 bệnh viện dã chiến, 3 bệnh viện điều trị COVID-19. Các phường đang thành lập điểm thu dung quy mô từ 30 đến 50 giường để đáp ứng tình hình hiện tại. Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng tăng cường và túi an sinh được chuyển ngay về 34 phường phục vụ chăm lo cho người dân trên địa bàn.